Chào mừng các chị các bạn đến khóa học English Phrasal Verb ở trình độ nâng cao. Các chị các bạn, chúng ta học bài 31 Exclamations and Warnings, câu cảm thán và câu cảnh báo các chị các bạn ha. Các câu cảm thán trên trang này đều là dạng informal, tức là không trang trọng. Chúng ta hãy cẩn thận với những người được đánh dấu số sao, vì bạn có nguy cơ là xúc phạm với người mà bạn đang nói chuyện, cho nên quan trọng là mình phải chú ý các bạn chị ha. Không trang trọng nên chúng ta phải drink up là gì, uống hết đi, hết tập ăn hết đi, go on then, và tiếp tục là sau đó như thế nào, go on then take it away, mang nó đi, take it away ha. Take it away thì có nghĩa là mình mang đi, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là mà, các bạn thấy không? Take it away có nghĩa là you're on, it's your turn, your next, nó là tới phiên bạn là you're on, it's your turn, your next, tương đương các bạn chị ha. Can I borrow your paper? Có nghĩa là gì? Can I borrow your paper? Tôi có thể, sure, go ahead là gì? Tôi có thể mượn cơ, go ahead là thôi, lấy đi, go ahead là lấy đi, tiến hành đi, là go ahead ha các bạn. Chỉ go ahead là tiến hành đi, có nhiều nghĩa ha, các bạn, anh chị chú ý chỗ này. Đây, go ahead, nó có hai nghĩa, go ahead with và go ahead, tiến lên, thẳng tiến, làm đi, go on, tương đương với go on then ha, go ahead with các bạn ha, to begin to do something, not wait các bạn chị ha. Thế thì chúng ta có từ go ahead with, các bạn thấy chữ with không, là mình sẽ chữ with luôn. Đây, proceed là gì, tiến hành đi, tiến lên, tiến hành đi, proceed ha. Proceed các bạn thấy động từ cho nên là nó nhấn ở tiết thứ hai các chị các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sure, go ahead, go for it, chúng ta go for it, chạy đi, go for it, hang in there là giữ đó đi, only chưa chạy mà 6 miles, only 6 miles to go, keep it up là tiếp tục, hang in there dừng lại, keep up là tiếp đi, go for it, bắt đầu nào, go for it các bạn ha. Thì những cái này là a comment used in musical contest meaning start playing singing các bạn ha. Nó có nhiều nghĩa các anh chị các bạn phải chú ý ha. Những từ này chúng ta sử dụng trong dạy cho mọi cái đứa trẻ học cũng khá ha các bạn. Eat up, drink up, drink up, now take it away, go for it, go on then. Tiếp theo, expression impatience sẽ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, dùng có những cái phrasal verb như sau, những cụm động từ như sau: roll on, Friday, you are in the middle of a very busy week at work, bạn đang ở một cái giữa tuần rất là bận rộn nơi làm việc ha. Thì mình muốn nói là roll on là gì, các bạn biết không? Show that you are looking forward to a time or event, thì bạn đang mong đợi một thời gian, một sự kiện gì đó để các bạn nghỉ hè các bạn ha. Ron à. Thì mình đi tìm từ này thôi coi nó nghĩa là gì các bạn à. Ron à. On. Đây các bạn thấy chữ Ron nó có luôn. Ron có nghĩa là gì? Set when you can't wait for something nice in the future. À, bận rộn quá đi. Ron mình hay nói là gì? Ron. Thì từ này chữ Ron mình có thể tra chữ Ron, nếu không có nghĩa thì cụ thể thì mình cho từ tiếng Việt nó là gì. Mình có thể các bạn tra chữ Ron. Đây, run on, ở đây nó có thành ngữ với đây, run on, run away, run on nè, ha, run over nè, run on với là run by, to run out là lăn lóc ra ngoài, đọc sang sẵn, giống dạc, ha, cho nên không có nghĩa luôn, run on, run up, run on, cuộn lại ha, run on thì có nghĩa là bữa nay mình nói khi bạn không thể đợi một cái gì đó, các bạn, ở đây mình tra coi nó có nghĩa là gì đây, ha. Đây là non nè, cho đi cho qua nè, mình dịch là các bạn nè, on nè hoặc là by, thường cộng với on hoặc by, cho đi cho qua, thời gian cho qua nhanh đi, thời gian cho qua nhanh đi, mình nói về thời gian cho nhanh đi hay mong muốn các bạn. Run on Friday, thời gian cho nhau đi. Dream on, another very musical friend is telling you about their plans to become a famous rock star. Tell someone that what they hope for is not possible and will not happen. Dream on, đừng có mơ. Dream on, đừng có mơ các bạn ha. Grow up,
Hãy lớn lên đi, middle age, college, stick your headstone out at the fellow worker. Một đồng nghiệp trung niên lè lưỡi với một người đồng nghiệp thì thấy nó không ai stick his tongue out. Stick his tongue out at the fellow worker. Fellow worker là người đồng nghiệp của bạn ha. Thì cái này là tell adult to stop acting like a child. Mình nói, hãy lớn lên đi, hãy lớn chút đi, lớn chút đi. Hãy lớn chút đi, grow up. Mình từ mình tiếng Việt mình có xài là hang about. Tell someone to stop doing or saying something. To wait a minute. À, các bạn ha. Yeah, chỉ theo các bạn ha. Tell someone, nói ai đó đừng đừng làm nữa ha. Hoặc đừng nói nữa gì đó, hoặc đợi một chút. À, đó là gì? Hang about. Dừng. Hãy dừng lại chút xíu nè. Dừng lại. A friend is telling you about a problem when you suddenly think of something that might solve their problem. Một người bạn đang nói bạn về một vấn đề gì đó, đột nhiên bạn nghĩ ra điều đó, bạn để có thể giải quyết cho họ, bạn nói hang about. À, để xíu nè, để chút xíu nè, wait to wait a minute, tương đương wait a minute còn các bạn ha, wait a minute, hang about, bắt đầu hang about, lock it off, cut it down các bạn, cut it down nha, cái này thường là nếu đồng nghiệp người Mỹ là đọc là cut it down, hoặc là knock it up, rồi cut it down các bạn ha. People are arguing noisily next to you when you are trying to concentrate on your work. Một người nào đó đang gì? Đang đang tranh cãi ông nào, mọi người đang tranh cãi ông nào bên cạnh bạn khi bạn đang cố gắng tập trung vào công việc của mình. Cho mình phải nói là gì? Tell someone to stop doing something which is annoying you. Ha, làm bạn khó chịu cho bạn phải nói, No, did the. Hãy dừng lại ngay tất cả. Là cut it down, hãy dừng lại ha. Và mình từ tiếng Việt tương đương của mình. Cut it off, knock it off các bạn ha. Stop. He wouldn't stop tickling me, so I told him to knock it off. Hãy dừng lại ha. Chúng ta cũng có từ mình tra được ha. Cut it down cũng giống hệt vậy. Cut it down các bạn. Và chữ cut it down không? Mình thử theo chữ tra thử. Cut it off có không? Cut it off không có hả? Cut it là cũng hiện ra. Này, cut it out thì có, cut it off không có các bạn ha. Hay cut it out. Tương đương gì? If you say cut it down to someone, you are telling them to stop doing something. Dừng lại. So just cut it down. Hãy dừng lại ngay. Cut it out. Cắt ngang ha. Rồi. Go on thì gọi quá dễ, go on là tell someone that you do not believe what they just said spoken with a falling intonation. Đây với ngữ điệu rơi xuống. Go on, a friend has just told you just he's been invited to appear in Hollywood film. Người bạn đã nói với bạn là bạn anh ta sẽ xuất hiện gì mà anh được mời để xuất hiện trong bộ phim Hollywood nè. Go on. Thôi đừng có nói xạo quá đi. Tell someone that you do not believe what they just said. Các bạn go on. Hạ giọng nghe nhớ họ. Go on. Come on. Hả? Hoặc là come up it. Mình nói là tell someone you don't believe them or disagree or angry with them. Đó, người đó là không tin họ và đang nổi giận ha. Đang nổi giận mà không đồng ý. Come on. Come off it. Mình phải nhớ là hạ giọng ha. Come on. Come on. Come off it. Come off it. Đó là come off it ha. Come on. Tiếp theo chúng ta gì đây? Wake up. Wake up. Đừng có mơ nữa ha. Are you telling someone how to do something, but they are clearly they dreaming. Nhưng thực chất họ đang mơ mộng, rõ ràng họ đang mơ mộng. Mình nói là tell someone not paying attention to listen to what you say. Đang kể, đang nói với ai là đang không chú ý đến những gì mà không chú ý nghe những gì mà chúng ta đang nói đúng không? Tell someone not paying attention to listen to what you say. Wake up, đừng mơ mộng nữa nè, thực chỉ thế này nè. Pile down là mình là tell people usually children to stop talking so loudly. Pile down. Nó nhỏ lại đi. 3 or 4
Small children are all telling you something at the same time. You phải nói là pile down, nó nhỏ lại. To stop talking to us so loudly, Shut up. Tell someone to stop talking. Cái từ này mình dễ quá, ai cũng biết hả các bạn. Rồi, cảm ơn các chị, các bạn theo dõi video.